là khoảng từ 50 bé đổ lại, nhưng mà nhiều khi á, cái phát sinh là những cái tháng mà ví dụ như bị bỏ rơi nhiều. Sau khi làm việc về thời gian mà em không trực, em rảnh á, thì có thông tin là chó mèo bị bỏ rơi á, là đi cứu, thì em sẵn sàng là 1-2 giờ sáng hay 1-2 giờ em lúc nào cũng đi hết. Đó là vừa sức để em cố gắng em chăm sóc, và cũng có sự ủng hộ của những anh chị và những người bạn yêu thương chó mèo trong và ngoài nước, cũng ủng hộ một người vẫn trực đi kinh phí để em duy trì hoạt động đam mê giải cứu và chăm sóc cho mèo bỏ rơi. Khi mình chọn công việc cái niềm đam mê yêu thương giải cứu chó mèo bỏ rơi thì cái đó là xuất phát từ tấm lòng yêu thương chó mèo từ nhỏ. Và khi mà công tác ở đội cảnh sát hình sự, phòng cảnh sát hình sự sau là tham gia nhiều nhiều cái chuyên án, nhiều chuyên án, nhiều cái công việc mà lãnh đạo chỉ huy giao phó, ngoài công tác là đấu tranh các loại tội phạm thì trong đó chó mèo, bắt trộm chó mèo cũng là một loại tội phạm rất là nhức nhối. Các đối tượng bắt chó mèo với lại rất là nguy hiểm, khi mà nó chạy xe ở ngoài đường nó bắt chó mèo phương tiện rồi là rất là nguy hiểm cho những ví dụ như cụ già này, trẻ em này, rồi những người yêu thương chó mèo này đó, những bà bầu đó, là ngoài đó là nó sẽ xảy ra dễ, ví dụ tình trạng nó kéo chó mèo ngoài đường nó dễ bị tông tông nhầm người ta chị, nó rất ảnh hưởng đến sức khỏe người khác. Cho nên lãnh đạo là cứ chỉ huy là quyết tâm là phải phải triệt tiêu cái vấn đề này. Những năm gần đây rất hoạt động rất là mạnh chị ạ. Em đi cứu những bạn chó mèo á, những bé nào mà càng liệt, càng đau đớn, càng tật nguyền, thì khi mình về mình thấy nhìn sâu vào ánh mắt của các bạn á, như một đứa trẻ thơ rất là tội nghiệp chị. Nói chung là mình rơi nước mắt luôn. Nhưng mà cảm xúc của em thì em đã cứu chó mèo nhiều rồi, em biết những cái cảnh đó em thấy, nhưng mà thật sự là em không thể biểu lộ cảm xúc trước mọi người được. Nhưng mà mình biết là đau lòng, nhưng mà mình phải tiếp tục cố gắng.